Em đồ gỗ mỹ nghệ Chứng Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc các tình yêu có một buổi sáng. Hôm nay là một buổi sáng ngày thứ ba. Hôm qua lười quá, qua mệt với lười đâm ra là đi có một chút việc về muộn quá nên là lười không quay clip chia sẻ mọi người được. Thì hôm nay em quay bùa buổi sáng, nó sẽ lên buổi sáng mọi người nhá. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 8 âm lịch. Ngày mai là ngày 30. Năm nay có 2 ngày cuối tháng. Thì tranh thủ cơ hội những ngày cuối tháng này, em mình sẽ lên 1-2 clip cuối tháng và chia sẻ coi như là tri ân tình cảm với mọi người những ngày cuối tháng. Thì chung là tất cả những lĩnh vực hay là buôn bán được thế, những ngày cuối tháng cuối đấy đều là cố gắng. Còn những cái gì và cũng là một cơ hội để tri ân tình cảm mọi người, những cái giá rất là hợp lý. Anh em nào mà nghe hợp lý anh em chốt mọi người nhá. Hôm nay sẽ làm một clip chuyên cuối tháng, nhà còn gì bán đấy mọi người nhá. Và một số siêu phẩm nó lên lốt cho anh em ngắm. Vậy em hứa mọi người luôn, hôm nay có những cái sản phẩm thì em nói mọi người nó rẻ chỉ bằng một nửa giá thị trường thôi mà cực kỳ to và khủng mọi người nhá. Anh em không cơ hội chốt ngày hôm nay thì không có cơ hội thứ hai đâu mọi người nhá. Nhanh tay vào chốt anh em nhá. Ok, cái sản phẩm đầu tiên một chú châu chắc. Thật sự mọi người, châu chắc này là chắc liền. Đây là những chú châu chắc liền đấy anh em ạ. Đây là hàng liền. Đây anh em có thể nhìn đây của em, tất cả đều là hàng liền. Liền 100% luôn. Đây là những cái dễ chắc và liền như này thì mọi người biết nó rất tốn gỗ. Nhiều khi anh em đi mua gỗ chắc anh em đâu có biết là người ta chắp như thế nào đâu. Người không biết là người ta chắp như nào, người ta cứ bắn đen mà anh em không thể biết là liền hay là chắp. Đấy là nhiều khi mua thật sự những người bán hàng liền như bọn em là nhiều khi rất là thiệt thòi, bởi vì là các bác mua hàng xong là cứ so giá với hàng chắp rất là khó. Anh em mua gỗ chắc, em bảo rồi, gỗ chắc hay gỗ mun thì anh em phải hỏi thật là kỹ cái người bán hàng, nhà hàng của ông chắp ở đâu và chắp những chỗ nào, phải nói rõ chứ đừng nghe câu chuyện chắp một tí. Và em có thể khẳng định mọi người, gỗ chắc nếu mà anh em tham rẻ thì sẽ không bao giờ có liền, chắp rất nhiều luôn đấy. Như con trâu này của em là liền này, đây là một cái rễ chắc, một cái rễ như này nó đủ. Thì xin thưa mọi người là riêng một cái rễ chắc này ấy, bọn em bỏ ra cái số tiền để mà mua một cái cục phôi để mà làm cho mọi người một con trâu này, là xin thưa các bác là đập cái cục phôi này đã gần 600.000, nó rất là khó. Đây là những con trâu liền này thường bán giá rất cao, cái gỗ nó nhiều quá, cái gỗ nó chiếm tỷ trọng rất là nhiều. Em sẽ đo kích thước không tính cái kệ bên dưới này nhé. Cái này dài là 29, cao 17 và chiều dày là 11 phân, chắc đỏ đen mọi người nhé. Đây là chắc đỏ đen, cái này em để cho mọi người 999k thôi, giá tri ân mọi người nhá, 999k thôi. Anh em chia ra gỗ cả gỗ ở công không được đồng nào luôn đó nhá, không được đồng nào luôn đâu mọi người ạ. 999k mọi người nhé, 999k. Bán tặng mọi người. Tiếp theo là một chú chuột. Hôm nay sẽ có hai chú chuột bán kỷ niệm mọi người. Đây. Anh em xem cái đế mộc. Này, đây là đế mộc nhé. Quá uy tín đúng không ạ? Cái phần này là cái phần gỗ nó còn nguyên mộc cái này. Đó. Con chuột này thì em đã quay một lần, quay clip một lần, con chuột cẩm này. Em đã quay clip một lần và em bán là không nhớ là bao nhiêu đâu, nhưng mà hình như là gần 600 hay sao đấy. Mà thôi hôm nay quay là thực ra có anh khách anh chốt rồi, nhưng mà anh ấy bảo là nó hơi nhỏ. Thực ra một cái giá 500-600 nghìn thì anh em làm sao hy vọng nó to được, đúng không? Đây là cái quan trọng là cái chất gỗ nó đặc và nó liền 100%, không dặm màu, không gã vân. Bây giờ các bác đi thuê công đục một con chuột lại phải 700.000. Anh em bây giờ cứ muốn hàng to xong lại giá rẻ xong lại liền cạc, làm gì có đâu, khó lắm. Các bác cứ đi thử thuê làm là biết là ngay mà. Cái này rộng 23 này, cao 18 này và sâu là 16. Cam kết về chất lượng phôi mọi người nhá.
Con này em lấy mọi người 500k thôi. 500k anh em nhá. 500k. Coi như là lấy đủ tiền công này, tiền gỗ chắc không có. Đủ tiền công và tiền sơn xi. Chứ còn tiền gỗ chắc chắn không có đâu. 500k. Có hai con tí sẽ bán tiếp cho tặng anh em một con nữa. Bây giờ sẽ lên tiếp cho mọi người một con heo. Con này thì nhà còn nhiều heo á, em sẽ để bán tặng anh em nhé. Bán được diện với anh em. Một con heo gỗ hương Gia Lai. To nhá. To nhá, nói trước là hàng to không phải hàng nhỏ nhá. Có cái trước rồi. Đây cuối tháng thì thôi thì quán gì bán cho mọi người thu tiền về. Quán này đầu tư hàng mới đi. Đây con này không nhỏ nha anh em nhé. Một heo là không nhỏ đi nào cả. Thật sự ra nếu mà một con heo này trên thị trường bán thì đang đâu đó rơi vào tầm khoảng 1,5 triệu đến 1,7 triệu một con heo to như này. 1,5 triệu 1,7 triệu một con heo to này. Vũ Hương, Hương Gia Lai nhá. Phải đính chính lại một lần nữa là Hương Gia Lai. Con này em để cho mọi người 999k, vừa bán vừa tặng vừa khuyến mại anh em cuối tháng. Chiều rộng là 39. Chiều cao là 32. 999k đâu nhá, anh em không nghe nhầm đâu nhá. Em làm mà tầm 1,2 triệu đấy. Và chiều sâu là 18 phân. Đây là một cái rễ Hương Gia Lai. Đây. Đặc anh em nhá. Đây nó có một chút đũa dưới đáy đây này. Đây này. Nhưng mà nó vẫn là hàng đặc. Không phải ngưỡng bên trên đâu. Đây à, đây anh em nhìn này, cái chỗ này là chỉ tầm khoảng 1 phân 2 phân thôi nhé, mỗi chỗ đấy thôi. Nó là cái rễ, nó là hàng rễ anh em ạ, chứ nó không phải là hàng hàng thân. Thân thì nó lũa, đây là những cái rễ. 999k em vừa bán vừa tặng này, chia sẻ với anh em thật sự mọi người, làm sao lỗi đâu mà coi như là bán cuối tháng vừa bán một kỷ niệm anh em cho anh em chơi đi. Còn thật sự mọi người, anh em đi mổ đâu cái giá này đâu. 999k không ship nhá, giá em báo tất cả đều không ship. Và anh em lưu ý là trên clip là đều có đo kích thước và công khai giá hết, chẳng có cái gì phải giấu giếm cả. Nên anh em xem clip thì xem từ từ và xem kỹ kỹ một chút sẽ có được giá. Không nhiều anh em mới xem qua xong lại bảo là em không báo giá, em đều báo giá hết rồi. 999k thôi, giá nó hợp lý rồi, nó còn không phải nó đo làm gì. Để cho anh em một bức gì gặp ngồi lưu hương, như là một cái rễ lưu, rễ lưu đá này. Em sẽ kỷ niệm mọi người thôi. Ui, nặng lắm. Bức này bây giờ còn tầm khoảng 2 mấy cân. Tầm 2 mấy cân anh em ạ, chứ không phải là nhẹ. Tầm 28-29 cân. To nhá, không phải nhỏ nhá. Cái này bán dưới giá sản xuất một chút cho anh em chơi. Cái này là làm ra từ lâu rồi đấy anh em ạ. Đây là nó rất là bụi này. Thật sự là rất là lâu rồi. Không bán cho hết. Đồ đạc nhà còn rất là nhiều, tầm này cũng bắt đầu phải bán xả dọa ra rồi. Xả dọa ra rồi để thu tiền rồi. Nó cũng không còn thời gian, nó cũng không còn nhiều đây anh em ạ. Bây giờ là bước chuẩn bị bước sang tháng 9 rồi. Chỉ còn có 3 tháng nữa để hoàn thành nốt những cái gì, cái kế hoạch, những cái gì mà mình chưa làm được trong cái năm 2024 rồi thôi. Là chỉ còn 3 tháng nữa, đối với đồ gỗ bọn em chỉ 3 tháng thôi. Chúng cái tháng 12 để sự mọi người như bên em Minh, tháng 12 chả làm được cái gì. Tháng 12 thợ thuyền đến tầm khoảng 15, 10, rằm tháng 12 họ đã bắt đầu nghỉ rồi. Thợ đấy bao giờ rất là nghỉ rất là sớm. Bọn em bán hàng chỉ đến tầm khoảng 20. Nhưng mà cái tháng 12 thì ra nó không làm được nhiều đâu. Không làm được nhiều đây nhỉ.
nhá. Cái này em sẽ xả cho anh em. Giá thì đảm bảo mọi người dưới giá sản xuất khá sâu luôn. Mọi người lưu ý đây là cả cái bao này, nó là một cái bao lưu hương nhá. Đây nó là nguyên một cái rễ hương, một cái rễ hương em đặt ngang ra em đục một cụ Di Lặc. Đặt ngang ấy. To đấy, không nhỏ đâu. Bên kia có một cụ cóc. À, chia sẻ như này cho anh em mà yên tâm mà mua này. Thứ nhất, đây là chuẩn, nó là một cái rễ hương ta Gia Lai, hàng bám lu. Thứ hai, đó là hàng liền nguyên khối 100%. Thứ ba, đó là hàng không nứt nát, không dặm màu, không vẽ vân, không chắp kép. Có nghĩa là hàng chuẩn chất lượng gỗ. Ok chưa? Không dặm màu, không vẽ vân, không nứt nát, không chắp ghép. Đây là cả cái bao này, lu này. Phần ngực, cái toàn bộ phần bụng này là sụn này. Anh em nhìn sần mà sụn chưa? Đây, sần mà sụn nha. Đây nó có một cái rễ nó chia làm hai. Đây một cái này. Và đây một cái này. Đây đúng cóc thừa. Đây có một trẻ con này. Đằng trong cái rễ này nó sẽ cặp những viên đá. Bởi đây nó chính là một cái cây hương Gia Lai. Nó sống ở vùng núi đá. Đây anh em nhìn này. Trong này mọi người mua về sẽ thấy là rất là kẹp nhiều đá trong. Chất phôi này thì anh em về anh em có phơi nắng nó cũng không nứt nhá. Bởi vì hàng dễ ôm đá này thì anh em biết rồi đấy. Không bao giờ nứt. Anh em có mang phơi nắng cho em. Cũng không bao giờ nứt nhá. Anh em yên tâm vào chất lượng phôi nhá, em cam kết cho mọi người luôn, không có một vấn đề gì về gỗ cả. Không có vấn đề gì, gỗ gốc thì nhiều khi chả ai dám cam kết đâu, nhưng mà riêng đối với sản phẩm này là không có một vấn đề gì về gỗ. Bây giờ ta sẽ quay mặt sau. Đó là nguyên một cái gốc, gốc của nó chia làm hai cái rễ đó, cái già này. Thực ra cái gỗ này là mua cái giá lu ấy để chun rất là nhiều luôn, mua là mua giá lu đấy anh em ạ. Bây giờ bán còn rẻ hơn gỗ thường. To nhé. To lắm, không phải nhỏ lắm. Để em đo trước cho. Rộng 65. Rộng 65 nhé. Cao 42. Cao 42 mọi người nhá. Và dày nào. Dày 35. Ủa to phết đấy ạ. To nó không phải nhỏ đâu anh em nhé. Sâu 35 mà cao 42 mà rộng là 65 cơ mà. Chiều rộng là 65, chiều cao 42 và chiều sâu 35, ngũ hương ôm đá. Hàng bám lu, sụn, không dặm màu, không vẽ vân, không chắp ghép. Ok cho anh em, chuẩn hương ta Gia Lai. Xịn sò 100%, anh em phải nhận lại kiểm tra, thật ra ai chơi gỗ hương biết. Bây giờ bức này nó mua thị trường thì rơi vào tầm khoảng 3,5-3,7 triệu. Nó phải ra đó. Nó phải ra đó các anh em ạ, nó phải tầm khoảng 3,5-3,7 triệu. Ba triệu rưỡi. Về đấy em sẽ để cho anh em một cái giá. Em sẽ để cho anh em 2,790k không ship. Anh em chia ra cho em. Cục phôi này gọi là mua rẻ nhất cũng phải 1,5 triệu. Đấy, còn có hơn 1 triệu tiền công ấy. Anh em bỏ làm kiểu gì? Làm kiểu gì được? 2,790 triệu. Tiền sơn của bức này là 150, là gọi là mình gọi lòng hoàng đi, là bức này 2,790 triệu, gọi 2,850 triệu là còn 2,6 triệu. 2,6 triệu của phô là rơi tầm khoảng 1,5 triệu. Nó chỉ còn hơn 1 triệu công. Không làm nổi. Đã thật ra nếu không làm nổi, bán giá này không làm nổi đâu. Mà thôi, cuối tháng tặng anh em. Anh em nhanh tay chốt nhá. Giá không ship nhá. Giá không ship luôn mọi người nhé.
và hàng cam kết về chất lượng, anh em nghe yên tâm. Thôi này thì khỏi phải nghĩ rồi, lạ lắm, không phải nhẹ đâu anh em ạ. Khá lạ luôn, bữa nay bây giờ còn tầm khoảng 27, anh em mới 27 cân. Lên cho mọi người một vụ thọ gỗ hương này, em cũng bán kỷ niệm luôn cho mọi người. Ui. Em cũng không làm thọ gỗ hương nữa rồi, cụ này là còn em bán nốt thôi, em bỏ đây mọi người nhá. Trên xưởng còn mấy cụ nữa em cũng cho hoàn thiện nốt xong là em sẽ bán tặng mọi người cho hết đi, xong là em bỏ không làm thọ gỗ hương thì trước ta bỏ, từ bỏ cuộc chơi. Bây giờ em đã bỏ khá nhiều mặt hàng và một số mẫu là em đã bắt đầu bỏ không làm nữa. Mà có thực sự là khi bỏ rồi bây giờ mình cũng không biết mình làm với mẫu gì. Thật sự là cũng không biết làm với mẫu gì anh em ạ. Thị trường năm nay nó quá chậm. Đây là một củ thọ gỗ hương được chế tác nguyên bản trên một cái gốc hương ta Gia Lai. Hàng bao phê cho mọi người. Đây đang quay mặt sau. Gỗ rất đẹp, đây là hương ta Gia Lai xịn sò nhá. Và hàng cam kết nghiền khối 100%. Thì không có chắp ghép anh em. Được một phôi rất là to, sau đó mình đục ra đấy. Cái này không nhỏ mọi người nhá, không nhỏ thế nào đâu ạ. Đó. Em còn một bức này nữa này. Ở trên xưởng còn hai bức này. Hai bức ở trên xưởng còn hai bức. Nhỏ hơn bức này. Ba bức trên sửa, còn ba bức là đã để rất là lâu, để cách đây phải tầm hơn một tháng em không hoàn thiện, bởi vì nhà nói chung là tầm hàng thọ chậm, những bức này thôi. Em sẽ bán bức này xong rồi ba bức kia, ngày mai em sẽ hoàn thiện nốt ba bức kia, sau đó là em sẽ về em bán cho anh em hết, cho ra hàng hết. Từ giờ đến cuối, từ giờ đến tầm khoảng trong cái tháng này em sẽ cố gắng bán thật là rẻ, thật là rẻ những cái sản phẩm ở trên sửa còn rất là nhiều. Thật sự rất là nhiều vì bán rẻ đi, tầm này hơi căng. Thật sự mọi người là trong cái tháng vừa rồi và cái tháng này em khá căng về cái mặt tài chính, bởi vì là còn tồn khá nhiều hàng, khá căng về mặt tài chính. Chứ giờ em nào mà em cảm giác mà nó bị căng về tài chính như tầm này mọi người, mà năm nay quả là khó khăn, em sẽ xả hết cho nghe đây mọi người ngắm đi. Vậy đấy anh em nhé, nguyên một cái gốc hương. Thực ra mà để bo lại được, đục lại được một cái cục nó lục lạc và tròn như này ấy, thì cục phôi anh em biết thì nó rất là to lắm, rất là khó. Alo. Ô ai kia? Không để là mai anh gửi được. Mai hả? Ờ. Mai mất con với lại chạy xe quá, tôi làm chạy với 20 cây hơn. Anh gửi Hải Dương thì xe là về Hải Dương là bao giờ, về Hải Dương bao giờ mai về. Bây giờ là có ở Hải Dương gì? Có anh ấy về chỗ nào Hải Dương? Bảo anh ấy nếu có qua quán gọi không, em đoán là quán gọi không được. Qua quán gọi tầm mấy giờ? Ok thì bỏ mai em đoán 8 rưỡi quán gọi được. Cứ gọi anh ơi. Ok ok.
Bây em sẽ đo kích thước cho mọi người bước này nhé, em sẽ đo kích thước chiều cao của bức này là 65 này, chiều cao là 65 nên mọi người là cao đúng 65 anh em nhé, cao 65 này. Chiều rộng này, chiều rộng là 42 đấy, nó rộng 42 đấy, không phải là nhỏ đâu mọi người nhé, cục phôi rất là to, chiều dày cũng rất là dày luôn, bẹ phôi to, đồ được cái là các bẹ rất là to luôn. Chiều sâu là 35, cái độ dày này của cái sản phẩm này là 35 phân, dày là 35 phân này, dày 35 phân chứ không phải là mỏng đâu anh em nhé, dày 35 phân chứ không phải là mỏng đâu, cực kỳ dày luôn nhé. Tiền khối em để cho mọi người 2,8 triệu, 2,8 triệu, cái giá này là chưa tiền sơn, làm mộc ra là 2,8 triệu chưa tiền sơn. Thì công một bức này là đi thuê ông này ông đục nó rơi vào tầm khoảng 1,5 triệu tiền công, khoảng 1,5 triệu tiền công, 1,5 triệu tiền công là hợp lý đúng không anh em, chứ còn bỏ anh em đi thuê làm sao được cái giá 1,5 triệu, thì bọn em đi thuê mới được cái giá 1,5 triệu tiền công bức này thôi đấy, còn đâu tiền gỗ tiền sơn mà từ cái 2,8 triệu thì chắc chắn là không có tiền sơn được. Cũ hương thì bao đẹp, hàng này thì anh em không phải nghĩ thôi. Đó, quá tuyệt vời. Em còn 2-3 cụ nữa thôi, em sẽ cố gắng làm nốt cho em sẽ không làm thỏa nữa rồi. Thì tới nếu có thọ em sẽ chỉ làm có rác, hàng thọ mà bám rác đấy mọi người, gỗ bám rác ấy. Em sẽ chỉ làm hàng gỗ bám rác thôi, em sẽ không làm hàng gỗ lấy nữa. Em còn một con chuột em xeo lốt cho mọi người nhé, em xeo lốt cho anh em con chuột này để anh em chơi, xeo lốt cho anh em, xeo cho hết. Đây là một con chuột cũ cẩm, con này quá chất lượng rồi Vân, rồi Vân thì không phải nghĩ rồi, đế đặc 100% đó, đế đặc 100% luôn, tuyệt vời anh em nhé, tuyệt vời luôn nhé. Đó, tuyệt vời luôn nhá, đặc xịt 100% luôn, quá tuyệt vời. Ok chưa, để em sẽ đo kích thước. Này để cho anh em cái này nó nhìn sang con kia một chút gỗ. Cái này cao là 26 này. Em lấy cái đường kính tròn của cái rễ nhá. Vân quá đẹp luôn anh em. Đường kính tròn là 13. Cao 26, đường kính tròn 13. 590k. 590k anh em nhá. Đó. Hết rồi. Hết chuột. Ngày mai sẽ có hàng mới, nhưng hiện tại thì chuột là hết. Em bán hết. Cuối tháng bán chủ yếu anh em. Cho anh em ngắm một cái siêu phẩm hàng mới xong. Lặng. Đợi em một chút để em bê ra. Lặng quá, cái này phải hai người bê được, một người bê. Hai người bê còn khó. Nó hơi to quá. Lặng. Bước này bây giờ phải còn rơi vào tầm khoảng 60 đến 70 cân bức này. Thế là sau khi hoàn thiện rồi mà anh em vẫn còn 60 đến 70 cân. Sau khi hoàn thiện rồi mọi người nhé. Mà còn 60 đến 70 cân thì các bác biết phua ban đầu là như thế nào. 5. Gỗ rất là thơm. Đi cũng đã luôn. Em đi 70 cân sợ không hết.
em luôn, em có lên tầng 3 ấy, anh ngồi em quậy, em nghe nói chứ nói gì ở trên tầng 2 chứ. Nghe đấy, lại. Dù bây giờ bám bên kia cho nó cân, bám bên kia, đấy, nó lặng, nó nhẹ đâu. Quá các bạn ạ. Sợ. Em nghĩ 80 cân. Đang bảo 70 cân mà 70 cân sợ không hết được. Mình cũng chùn. Em cứ chỉnh lại đi đã, xong mình quay lại một lần ngắn nhé. Anh em nhìn chưa? Phù nó lặng kinh khủng. Đây là em còn cắt đi xong em làm em moi móc ra một cụ di lặc như thế này. Mà bây giờ vẫn còn lặng tầm 70 80 cân, thật ra không cân chuẩn được. Anh em chỉ cần kích thước thôi nhưng mà bây giờ rất là lặng. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ một cách tổng quan một cái cục phôi như thế này. Và bức tượng này để cho anh em có cái nhìn tổng quan, nó ok được thì anh em xem kỹ và xúc nhá. À, bức này của em được chế tác niền nguyên khối 100% trên một cục phôi, đó là một cục phôi nguyên một cái gốc Hương Ta Gia Lai. Thực ra cái cục phôi nó không hề lợi một chút nào, bởi vì bản thân nó quá nặng, sau khi hoàn thiện rồi nó vẫn còn nặng tầm 70-80 cân, thì bọn em gọi nó là một cục phôi không lợi, không lợi chút nào mọi người nhá. Mà quá, và những cục này em bọn em bán cũng không được giá cao, bởi vì là con đồ nhìn nó cũng không được to, nhưng mà thực sự là cục phôi để mất nhiều, nó không lợi phôi, bọn em gọi hàng không lợi phôi. Nhưng mà anh em nó thích cái hàng khủng, hàng to và lục lạc, chất phôi không phải nghĩ, thì mọi người em nghĩ là bê bức này là rất hợp lý. Và em bill cho mọi người cái giá, em nghĩ là nó anh em cũng giật mình luôn ấy. Giật mình luôn cả ngày. Còn bình thường những bức này trên thị trường bán thì với kích thước to mà cân nặng còn lại như này, và với sự cam kết của người bán cho anh em là hàng liền 100%, không dặm màu, không vẽ vân, không chắp ghép, có sự cam kết cho mọi người luôn nhé, không dặm màu, không chắp ghép luôn đó, hãy yên tâm vào nguyên bản phôi màu tự nhiên 100%, không có vá víu gì cả, nguyên gốc cắt làm. Em chỉ khoái cái hàng làm bằng điền thôi, chứ còn thật sự hàng chắp không tính năm, trừ khi thật sự bây giờ hàng gốc Hương nó cũng hiếm, và thứ hai là nhiều khi chúng ta cũng phải gá ghiếu một chút, đó là cũng không thể tránh được. Còn những cái phần chính là làm sao mà tối giản không chắp, đó là cái điều quan trọng. Nhưng mà riêng đối với sản phẩm này thì 100% không chắc. Đó. Anh em ngắm tổng thể một cụ di lặc đứng bao, có cọc, có cụ sâm. Bức này còn rất là lặng. Chất phôi thì thật sự mọi người là quá đẹp rồi, nó không phải nghĩ về phôi. Cái phôi gốc như này thì anh em biết nó là còn là hàng sụn nữa. Đây, đào là liền 100% luôn nhé. Anh em cứ yên tâm về hàng phôi này, bởi vì là đây là những cái da gỗ như này, đó là những gốc rất là già thì nó mới có cái phần da như thế này cho anh em chơi. Và với những cái phần da này thì anh em cứ yên tâm một điều là nó không còn cái mẹ đâu mà nứt, nó ở tự nhiên nó nứt hết rồi, không còn cái gì nứt nữa đó nhé, không còn cái gì nứt nữa. Không còn gì nứt đây này, da gỗ này không còn cái gì nứt nữa đâu đấy. Đây này, đây là cái da nguyên bản. Tí em sẽ quay cái phần đằng sau cho mọi người. Thì các bác nhìn, anh em thấy là cái gỗ Hương của mình, cái lai của mình bức này rất là thơm. Gỗ rất thơm và anh em thấy khi là đục da. Chất phôi nguyên bản nhá. Chất phôi nguyên bản. Đấy mọi người đục đây, nó rất là đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Hàng này thì anh em cứ chơi thôi, chứ còn chả còn đắn đo nữa cả. Bởi vì hàng này thì quá tuyệt vời rồi mọi người ạ. Đấy, nó có những cái chỗ này, nó có những cái mắt nu, thì nó sụn rất là nhiều. Hàng gốc mà nó sụn và nu. Đẹp, to, đẹp, lạc, khổng lồ. Quá ok luôn. Bây giờ em sẽ đi vào cái đằng sau, xong rồi sẽ đo kích thước, xong rồi sẽ báo giá luôn cho anh em để anh em
chơi luôn nhé. Và giá chuẩn thì em biết mặc cả nhé, bởi vì thật sự những bức này cuối tháng mà, chứ còn bình thường thì mua thì những bức này em 8-9 triệu chỉ bình thường. Cao 1m01 là chưa tính kỷ nha anh em nhá. Rộng là 59, cao 1m01, rộng 9, còn độ dày của phôi thì em đảm bảo anh em nó siêu dày. Chiều dày của bức này lên tới 42 phân cơ, mình gọi 40 cho tròn. Nguyên một cái gốc. Đây, đằng sau vẫn để nguyên cái da gỗ sụn này cho anh em. Đó. Mọi người thể thấy đây nó có một cái chạc nữa nhá. Ở đây bọn này nó có một cái chạc nữa. Thì cái chạc này em đã cắt đi rồi. Anh em nhìn này, này. Chạc này em đã cắt đi. Da gỗ đẹp tuyệt vời luôn. Còn đây là những cái da này. Đây là những cái phần gỗ. Đây là cái da gỗ ở rừng đây. Đây này. Cái này thì mọi người yên tâm. Và thế anh em để ý là khi chúng ta cắt vào gỗ đâu một cái vân này. Đây. Mình cắt đến đâu cái vân nó nổi cuộn cuộn đây này. Các bác nhìn chưa? Đấy, đây là hương Gia Lai của mình, nó phải như thế này. Đây, chuẩn hương Gia Lai nhá. Gỗ rất hồng và đỏ. Đây. Anh em nhìn cắt ra đến đâu là nó như thế này, vân thế này, cuộn cuộn này các bạn. Đấy, đây là cái da này. Gỗ rất giả. Cái trông này thôi nhưng mà cực kỳ bền anh em nhé. Chơi thoải mái luôn. Ở ngoài tự nhiên nó đã vất hàng trăm năm, hàng mấy trăm năm ở dưới ngoài tự nhiên rồi. Thì về đến nhà mình bảo quản sạch sẽ thì anh em hỏng làm sao được, đúng không anh em? Không bao giờ. Ở ngoài tự nhiên nó còn đất cát, nó còn mưa gió, nó còn những cái vi sinh vật, nó mà còn chả hỏng được thì vào đây chật sợ vần đẹp dã man. Hương Gia Lai của mình hàng gốc sử đấy, quả này quá khê. Hôm nay cuối tháng, cơ hội cuối tháng cho anh em chốt giá giao lưu mọi người 5.999.000 đó anh em, chốt mẹ chốt đi. Ấn đo gì 5.999.000 một cái bức di lặng to lặng, còn tầm khoảng dao động từ 70-80 cân, đúng nguyên gốc và hàng cao cấp chất lượng này. 5.999.000 không ship anh em nhé. Ship anh em mất tầm khoảng 300 này, khoảng 300 em mới gọi 300, thực ra là hơn 300, đóng kiện vào cũng lấy lên tầm tạ, nó rơi vào tầm 400-450, quá rẻ luôn rồi. Thật sự là phải dùng một từ quá rẻ luôn, với chất lượng phôi và cái chất gỗ như này thì mình dùng luôn một từ là quá rẻ, dùng luôn từ quá rẻ sẽ không phải hợp lý nữa này. Hello. Để em bê xuống mọi người nhá, em bê xuống, bê xuống để em lên cái khác cho mọi người. Để em bê cái bước này xuống cho mọi người, mọi người. Anh em ngắm lại một lần nữa, thật sự là quá tuyệt vời luôn. Đó, quá tuyệt vời luôn. Với cái mức giá đúng 1.006.000, nó chỉ là cuối tháng mới có những giá này thôi, chứ còn em bán mọi người những bức này thật sự là nếu bảo có công không thì thật sự là nó cũng có công chứ không phải là không có công. Nhưng mà cái đồng công em nói mọi người nó chỉ chắc được đôi trăm. Đôi trăm mà nếu mà chịu chi phí thì chỉ còn được đôi trăm thôi. Em vẫn có công, nói thẳng mọi người là vẫn có công. Nhiều anh em bảo bán ra này nhưng có công, vẫn có công, nhưng mà công ít thôi. Có như là cuối tháng thì có như là hai tới 200-300, có như là quả anh em. Tuyệt vời mọi người nhá. Để bê xuống. Bây giờ bức này bê xuống cũng khá nặng luôn. Bê xuống nhá, để bê xuống và bê một cái siêu phẩm cuối cùng cho anh em. Một bức hồi đào rất đẹp. Đùa ấy nhỉ.
này nó chuẩn rồi. Đấy, đây là con chó kia nên tận em đấy làm sao mà không kia nặng lắm, phải 80 cân. Bán cái giá này thì thật sự mọi người chỉ điểm anh em thôi chứ còn cuối tháng đi chứ còn. Gỗ đẹp, quá đẹp luôn. Ra những cái bức hương như này bây giờ thị trường ít người ta làm lắm, bởi vì là năm nay cái thị trường hương nó chậm. Và một yếu tố nữa, có chết rồi, chưa xem chưa được rồi, nó bị lệch cái bàn. Một yếu tố nữa là hàng ngày người ta bán nó to quá, làm nó mệt và cái đồng công không được bao nhiêu, nên anh em gần như bỏ hết. Em nói mọi người bây giờ người ta bán một cái kho di lặc bé xíu, anh em người ta có thể làm đến 2-3 triệu, thậm chí là 1 triệu, trong khi đó mình bán một cái to tổ bố ăn mày luôn này, to gấp hàng mấy chục lần người ta bán. Từ tất cả những cái khâu để làm, từ đi mua phôi, đi chọn gỗ, đi đục đẽo các kiểu, thuê nọ thuê kia, sơn si, đến về hoàn thiện lên đóng bọc cho mọi người nó đẹp, đàng to đều vất vả, mà thậm chí công nhiều khi không bằng một bức nhà nhỏ, không bằng luôn. Nhưng mà thôi thì em đam mê thì em làm thôi, em đam mê thì em làm. Với lại thật sự mọi người là em cũng chỉ làm được, còn chút hàng gỗ to mà chót mua từ đầu năm rồi thì em làm lốt thôi, chứ còn tiến tới chắc sang năm cũng bỏ hết hàng to này không làm nữa, mệt. Và thật sự là bây giờ cái lãi suất không được bao nhiêu, khó khăn quá anh em ạ. Anh em thấy thị trường giờ ai làm bằng to đâu, tất cả chỉ lên những cái bức tượng lâm đa lâm nhom bằng bàn tay ngón tay này, 20, 30, 40, cao lắm 50, lặng giỏi lắm chỉ 10 cân đổ lại. Anh em đi mua tượng là chỉ lặng 10 cân đổ lại đấy, cùng lắm thì 20 cân 30 cân, chứ còn hàng mà 50 cân đổ lên giờ người ta đều bỏ, người ta không làm đấy. Thực sự là hàng to nhiều khi anh em xem ở trên này cũng chả biết hàng to hàng nhỏ, bởi vì bây giờ tất cả đều dí sát cái máy vào, dí sát hàng nhỏ dí sát máy vào, hàng to thì đưa máy xa ra. Nhiều khi khách mua cũng chả biết thế nào là hàng to hàng nhỏ, mua là cứ mua đi, không biết to hay nhỏ như nào cả. Đấy, nó rất là khó mọi người nhé, rất là khó. Đấy, chót để mua gỗ rồi, gỗ mua hàng chục tấn một chót rồi, mua rồi làm lốt. Trên xưởng còn mấy bức to khổng lồ luôn, có những bức là bây giờ hoàn thiện rồi còn tầm 4 tạ, hoàn thiện rồi còn 4 tạ mà em làm, em đã, có nghĩa là thợ vỡ gọt xong sơn nót rồi mà để trên xưởng tầm 4 tháng nay em không bê về, chán lặng quá, chán. Đây là một mình em gọi là đây là bức di lặc ngồi đào. Và xin thưa mọi người này, cái sản phẩm này này, cái cành đào là liền, cành đào liền, anh em sẽ không thể đi bây giờ trên thị trường gần như là đi tìm một cái bức đào liền như này, nó không có, hiếm lắm. Và chắc chắn là giá thì cũng kinh khủng khiếp luôn. Giá toàn 20 triệu đổ lên. Còn lại câu chuyện dưới chục triệu những bức ngồi đào to này không có đâu. Phải 20 triệu, 45 triệu cũng không mà bán.
vì cái cục phôi này nó rất là khó lựa, không phải lúc nào lựa được những cục phôi như là mà được một phong hồi đào với cái dáng như này anh em chơi. Để em quay được mặt sau, chất thì gỗ được quá đẹp luôn. Thật sự anh em nếu để vào chất gỗ của bức này em không thể chê được đâu ạ, rất tuyệt vời luôn đấy. Anh em ngắm cái đằng sau đi, để em mình quay cho mọi người nó kỹ. Bức này thì quá tuyệt vời rồi. Đây, cây này chắc, à quên, cây này liền, liền hết nhá. Liền hết đây, anh em nhìn này, gỗ ăn lên này, đây này. Ăn lên này, liền hết nhá, đây cái màu rồi. Em vẫn nói mọi người gỗ hương nó màu sắc nó sẽ không đồng nhất giống nhau đâu, có những cục màu rất đẹp nhưng có những cục màu rất trắng, và đây là một trong những cục với cái chất màu cực kỳ đẹp, hồng tươi, gỗ rất đỏ và tươi gỗ. Anh em có công nhận mèo không, đây là hàng sụn và cái chất này nó là chất đỉnh cao nhất đấy. Chất này em gọi là cái chất là như là cái màu ấy, màu này là màu đỉnh cao nhất nhá. Đấy, anh em mình cởi em tất cả đều liền hết nhé. Đây em chỉ cho mọi người chắp duy nhất một cái tán này này, đây này, cái tán này khả thi em bỏ mẹ này, em sẽ bỏ tán này ra nhá, em không bỏ trừ cái tán này đâu. Anh em mà chốt thích giữ lại thì giữ, rồi khá nên em sẽ bỏ tán này ra. Thợ nó thích chắp vào để cho nó xung xuê như nhỉ, chủ có điều bỏ mẹ tán, bỏ tự nhiên liền 100%, tự nhiên đào liền 100%, tự nhiên dính một cái miếng nhưng mà hư. Em sẽ bỏ cái miếng cái này. Còn anh em thích thì giữ lại cũng được, nó cũng sẽ nhìn cái tán nó sẽ dày hơn. Này, cũ rất là dày luôn, chất màu quá tuyệt vời, được vũ phúc năm chỉ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái đằng là đằng trước. Công đục bức lại rất là cao và lâu công, thật sự mọi người là rất là lâu công. Quá tuyệt vời mọi người, không thể chê được, mình phải dùng cái dòng từ là không thể chê được. Thật sự bác nào mà có cái không gian nhà rộng, nhà to thì mọi người chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cái bức Di Lặc Ngồi Đào Sụn này. Bởi vì bức này nó có cái dáng, cái khuôn dáng tổng thể quá đẹp và tròn trịa. Anh em thấy Di Lặc cái đợt em làm dáng lúc nào cũng tròn và đầy dáng. Và những cái thị trường mọi người mua có những cái bức rất là to, nhưng mà những cái dáng nó rất là lệch lạc. Và các bác nhận lại người cụ Di Lặc rất là nhỏ. Nhưng mà anh em có thể thấy là bên em làm rất là đơn giản thôi, cũng không có gì là ấy cả, nhưng mà nhìn pho đồ nó rất là bắt mắt và cái khuôn nó rất là đẹp tròn đều. Đấy, bực ngũ phúc mọi người, bây giờ đục ngũ phúc, à đâu, đục ba chị này, bầu đục phúc ba trẻ nhé, bây giờ đục ba trẻ tuyệt vời tam phủ đào đi chắp nước cái cành nhỏ đây này, đây cành mà nó đô đây này, cành này em đây là cái cành này, em sẽ kỳ lại cho mọi người lần nữa. Còn cái đào hết, còn lại là liền hết anh em yên tâm. Là chúng ta sẽ đi vào cái chất màu của gỗ, đó là cái điều đặc biệt của cục phôi này. Anh em có công nhận với em là cái màu này rất tươi. Nó là một trong những cái điều vì sao rất nhiều anh em thích gỗ hương Gia Lai, bởi vì nó có một cái chất màu rất tươi và đối với hàng này thì chắc chắn nó sẽ không xuống màu. Rất tươi gỗ này. Sụn hết anh em, sụn lên. Đây là hàng sụn mà. Anh em nhìn đây. Này, em để cố tình để lại cái miếng sụn đây. Để anh em biết đây là hàng sụn. Chất đẹp chưa? Cái nhí đây. Để miệng bao à, để cái miệng bao. Chúng em có gá một cái miếng góc này anh em nhé, gá một cái miếng góc này. Bởi vì cô hơi cong cong thì gá một cái miếng góc này để cho nó cái đế nó vững, nó rõ luôn như thế. Đây gá một cái miếng góc này,
cho cái đế nó bị chỗ này nó hơi bị hẫng một chút thì mình gá vào cái miếng này. Đây nó rõ anh em. Đó, hồn dáng chất phôi. Anh em yên tâm một điều là toàn bộ những cái phần này, cái quan trọng nhất đấy, toàn bộ những cái phần này này là nó toàn bộ là luột 100% luôn. Không có vá víu anh em nhé, toàn bộ phần này này là 100% luột không vá víu. Đây là một trong những cái dáng tượng và một trong những cái mẫu quá tuyệt vời. Mình dùng nhau một từ là quá tuyệt vời và nó thể hiện đúng cái chất của một cụ di nặc cực kỳ hoan hỉ, ngồi cực kỳ hoan hỉ và cực kỳ gọi là, mình dùng một từ là nhìn ngồi cụ ngồi cảm thấy nó sướng lắm, nhìn nó hoan hỉ mà thấy nó vui tươi lắm và nó nhìn là thấy vui rồi, thấy đúng mức chất một bức tượng đi lạc ngồi ngồi dưới gốc cây đào rồi. Bây giờ anh em chỉ làm ngồi tùng ngồi đào anh em biết làm nó, bởi vì thực sự là ngồi đào nó khó làm lắm mọi người. Và thứ hai là phôi nó phải đủ chất thì mới làm được cây đào sum suê thế này. Ngồi tùng thì mình có thể mỏng mình có thể làm được ngồi tùng, nhưng ngồi đào bắt buộc phôi phải dày mới làm được, phôi mỏng không làm được. Nhìn cụ thấy hoan hỉ quá, đẹp, phải nói là đẹp, xứng đáng vỡ bét là nhà luôn. Đây em chắc cái miếng này anh em này, chắc một cái miếng này này, đây là một cái miếng này này, đây chắc một cái miếng này, đấy còn toàn bộ này thì em là liền hết cho mọi người đấy. Đây cái này cũng là liền hết, cái này là liền hết nhá, này chắc đúng miếng này không? Quá tuyệt vời rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào kích thước nhá. Anh em còn nếu mà nhà có không gian mà vừa cũng này thì chốt luôn nhé, đừng chần chừ, bởi vì hàng này kích thước là giá cũng hợp lý cho mọi người. Nóng quá. Báo áp thấp nhiệt đới và trái áp thấp nhiệt đới đâu, chỉ thấy lắng thôi. Cao 97 anh em nhé, cao 97. Để mà hạ được một cái pho tượng mà liền này cho mọi người, đào liền này phôi mất cực kỳ nhiều luôn. Chiều rộng nó rơi vào tầm khoảng 68 phân. Cao 97 tổng 68 và chiều dày, chiều dày nó rất là dày gỗ. Bước này nó được hội tụ đầy đủ yếu tố luôn. Dày rất dày luôn. Sâu tầm khoảng 48 phân. Sâu 48 phân mọi người nhé, sâu 48 phân. Bước này em Minh chỉ để cho mọi người một cái giá nó cực kỳ hợp lý. Và chắc chắn là anh em nghe sẽ chốt được luôn. Giá hợp lý vô cùng cho mọi người chốt nhá. Em Minh xin giao lưu mọi người bước này với giá là chỉ có 14.888k không ship. Chuẩn giá anh em nhá, cuối tháng mới có giá này thôi ạ. 14.888k một bức sụn hương quá đẳng cấp như thế này, không ship nhá. Ok. Đấy, anh em nắm hợp giá này xuống. Quá tuyệt vời ạ. Dày lắm, dày gần 50 phân mà. Nhiều phôi lắm. Và công dụng bức này rất là cao nhé. Mọi người để vỡ được một cái bức, để mà vỡ cho anh em một cái bức ngồi đào nó đẳng cấp như này thì thợ vỡ toàn 1.5-2 triệu một ngày thôi. Không dễ đâu ạ. Anh em cứ đi bói thị trường thì có thể anh em sẽ mua được bức di lặc nó to hơn như này, nhưng mà chắc chắn là chắc bét nhà. Đào đi chắc bét đây là nhà, không có liền đâu ạ. Cái cành kia nếu anh em thích em bỏ ra, còn không thì chúng ta cứ để đây cho nó sum suê, nhìn nó cũng đẹp, đẹp cũng được. Tùy mọi người. Quá đẹp. Quan trọng là cái chất phôi của bức này em phải nói mọi người đẳng cấp. Chất phôi rất đẳng cấp luôn anh em. Chất phôi đẳng cấp. Chất đẹp. Chất nó quá đỏ và hồng luôn, gỗ tươi thằng sụ. Càng cắm cụ càng đẹp anh em. Thực ra những bức này mình không có tiền chơi đâu. Thì có tiền bày những bức sụ này thì, và những bức này thì càng chơi càng có giá. Phải nói với nhau một từ là càng chơi càng có giá. Anh em nào mà đang chưa có hàng chơi Tết, chưa những bức gì lạc to khủng đẹp bày nhà chơi Tết thì chơi bức này nhá, giá tầm hợp lý. Ok. Ở clip em nay xin dừng đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc mọi người buổi sáng thứ ba, thân tâm an lạc, vạn sự bình an ạ.